Trận hòa bất ngờ với tỷ số không đều trên sân Crystal Palace ở vòng đầu trước đã khiến Manchester City gặp áp lực không nhỏ trong trận đua vô địch ngoại hạng Anh năm nay. Cho đến lúc này, The Citizen chỉ còn hơn Liverpool có một điểm. Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola luôn đứng lên rất nhanh từ những cú vấp. Và trận thắng Southampton với tỷ số 4-1 tại tứ kết FA Cup sẽ là cú hích không nhỏ để man xanh trở lại với đường đua, mà Burnley rất có thể sẽ là bại tướng tiếp theo. Burnley lúc này đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ với vị trí thứ 17 và 21 điểm trong tay. Ba thất bại liên tiếp trong thời gian qua trước Leicester, Chelsea và Brentford mà không ghi nổi bàn thắng nào đã khiến đội bóng của huấn luyện viên Sindai trở lại với khủng hoảng. Tuy nhiên, nếu tính trong nhóm đua trụ hạng, Burnley vẫn sáng cửa hơn những đối thủ còn lại khi còn tới hai trận chưa đá bù. Nhiệm vụ trước mắt của họ có lẽ sẽ là kiếm một điểm trước Man City khi được chơi trên sân nhà Tuốc dù được dự báo là sẽ rất khó khăn. Man City sẽ vắng trung vệ quan trọng Diaz ở trận đấu tới do chấn thương. Tuy nhiên, điều này không quá quan trọng bởi trước một đối thủ yếu như Burnley, huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ chỉ bận tâm đến việc sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng mà thôi. Burnley cũng không có những cái tên quá nổi bật để kỳ vọng ở trận đấu này. Cầu thủ đáng chú nhất bên phía đội chủ nhà là Jay Rodriguez, người thường chơi rất hay và ghi bàn mỗi khi được thi đấu trên sân Tottenham. Xét về lịch sử đối đầu trong thời gian gần đây, Man City tỏ ra áp đảo hoàn toàn khi thắng cả 5 lần gặp gần nhất mà không để thủng lưới. Man xanh cũng đang trải qua chuỗi 6 trận bất bại, còn Burnley thì đã để thua 3 trên 5 trận gần nhất. trận này Man City chấp Burnley 1-3 phần tư. Dù Burnley đang tích cực kiếm từng điểm số trong cuộc đua trụ hạng, nhưng Man City là thử thách quá lớn với họ. Đội chủ sân Tuchel đã thua 9 trên 10 lần đối đầu gần nhất và thậm chí không thể một lần chọc thủng lưới đối phương ở 5 lần gặp gần đây. Có lẽ Man xanh sẽ không quá khó khăn để hướng trận đấu theo ý đồ của họ ở lần gặp bỡ này. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 3 hòa, các con số thống kê chỉ ra rằng Burnley rất khó có thể chọc thủng lưới Man City, nhưng hai lần gặp gần đây thầy trò Guardiola cũng chỉ thắng đối thủ với tỷ số 2-0. Với nỗ lực trụ hạng, Burnley sẽ chơi phòng ngự dày đặc và nhiều khả năng tỷ số trên sẽ được lặp lại. Dự đoán của thể thao văn hóa Man City vượt qua Burnley với tỷ số 2-0.